chào mọi người đang xem kênh Nhà Quên TV của Tiên nghe. Nay hay ba dựng cháo lại nhà của anh hàng xóm, xin ít lá giang gì nấu lẩu gà. Lá giang của anh hàng xóm kế bên. Rồi, hai dưỡng hái đi, hai dưỡng hái hết nguyên cây đi. Ruộng hết luôn ha. Mình bứt lá luôn, mình về mình lặt từ cũng được. Ăn lá cũng thôi. Này, ổ này hái lá không phải không tí? Hái lá chứ hồi đó cái cọng ăn đủ được. Mình tước vậy đấy à. Còn không thì cắt lấy kéo về lấy cắt dây về. Lắc. Cái nhóc này ở trên này. Chứ mình tước lá lâu lắm. Đây có dây mồng tơi nữa nè, mồng tơi tím. À, đúng rồi nè. Lá bự luôn nè, qua đây nè. Sao tao cầm gì đó là cắt dễ lấy. Dễ này, dễ lấy. À, không thấy này dễ tuốt dễ tuốt. Mày thấy nha, 4kg một cái gỗ thúc chà bá lửa luôn. 6kg rồi, cái này 6kg nó gần bao rồi ta. Này 1kg 1 này. Cái kia nè. Nữa là đây, hai con gà ta mình rửa muối, chanh, giấm, sạch sẽ, thơm phức rồi. Bây giờ mình chặt nha. Giờ mình ướp nha mọi người. Tỏi, ớt, hành, sả, bột ngọt, nêm, bột nêm, muối, muối, đường, đường. Rồi, đóng lên. Cũng như điều ướp khoảng đấy 15 phút, 20 phút vậy đi. Cho nó thấm rồi mình đặt cho làm cái nước. Gà nãy giờ săn rồi nha, giờ mình đổ ra. Gà mình đổ gà vô vừa nha. Bỏ, bỏ lá giang vô nha mọi người. Bóp giật giật mới bỏ vô. À, nhìn rất ngon à. Cái này nó chua chua hay sao? Nó chua. Bỏ cho từng cho bỏ nhiều quá giật chua lấy ngon được. Nếu chua bỏ nhiều thêm. Đúng rồi. Tí xíu này là mình bỏ chanh hết. Thấy là lấy ớt vô. Ớt mà vô đây nhiều ngọt không đấy. Quậy. Mời mọi người cùng ăn lẩu gà lá giang với cả nhà của Tiên nghe. Rồi, ăn đi dựng ốc dựng sáo mẹ. Sau một thời gian mệt nhọc cũng được cái nồi lẩu gà lá giang. Gà lá giang. Mời mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Món này đặc biệt là sẽ bắt màu và bắt cơm với bún lắm nè. Tưởng ăn món này bị bắt nha. Bắt không ngon. Để ăn thử miếng lá giang. Thì món này mình chấm với muối ớt nha mọi người ạ. Chàng miếng. Gà này thì phải chấm với muối ớt nha mọi người. Mọi người thử miếng lá giang thì ngon, ăn nó ngon cỡ nào rồi. Thử miếng lá giang còn ngon cỡ. Đó giờ anh ăn chưa? Giang thì đã chăn. Có ăn lần lâu lắm rồi. Em cũng ăn lần một lâu lắm rồi. Bây giờ em mới làm lại nè. Mới ăn lại đó. Nó chua. Chua chua. Chua như lá giấm gì đó. Giống lá giấm. Nhưng mà nó thơm. Hồi đó ở đây mình đâu có đâu. Đi đi làm ở Sài Gòn mới được ăn nè. Sau này người ta mới đem giống về trồng. Cái đó mình đâu có. Này của người Bắc. Trong Nam dùng ngoài. Người Bắc có. Đây. Gà thì gà thải vườn. Thêm miếng bắp chuối nữa. Có ai nhu cầu. Gà thì gà thải vườn nghe không? Ngon. Gà này nấu lá giang, gà vừa nấu là đúng bài luôn. Nhà mình ăn kèm bắp chuối rồi ha. Lá ngon thì chứ. Còn miếng nhồi ve nữa nè. Mình ở trong này thì đâu cần gì, có cái gì nấu nấy. Tận dụng ở nhà đồ ở nhà không à. Này lá non hả nè. Ngon. Ngọt mà nó thanh thanh ha. Muốn ăn luôn cái lá nữa mà ấy mình bẻ ra non. Ít chua mình làm rau luôn. Còn lá già nấu lấy nước chứ mình bỏ nhiều quá nó chua. Tính ra những cái lá cây nó cũng lợi hại quá ha. Không có vị cảm luôn. Mình ăn là rau rác còn là lá còn đấy. Nhờ mấy đó mình mới sống được.
ăn rau cũng là mấy vị thuốc hả? Ăn thuốc không? Đúng rồi. Ta nói đói ăn rau mà đau uống thuốc mà. Bây giờ mình ăn rau. Bữa nào bỏ đó đói chừng 10 bữa này cho ăn rau không thử lên không nổi không? Thôi mà trời giặt thì chắc cũng ăn rau ăn đồ không chứ không phải như mình vậy. Còn ngày xưa á, giả cơm gạo không có, ăn khoai mì nè. Có gì ăn ấy còn đỡ đói được coi. Như đang đói anh có củ hay lan uống ly nước vô nò. Vẫn ngon, ngon bình thường. Còn món rau đai nấu canh cua nữa. Rau đai cũng hình như cũng ngoài Bắc luôn. Ngoài Bắc mình rau đai mình đây mua có không nha. Không có. Ở đây không ai trồng. Thành phố mới có. Biết ở đây không thấy rồi. Canh cua rau đai ngon. Mãi giờ muốn chân con ốc len vô đi. Con. Nhà mình có cái me mà giờ hết me chua, hết lá me. Có lá me nấu chua cũng ngon. Có ốc len. Anh như có ăn rồi. Không nói thì bán nhà hàng là có. Nhưng mình ở đây cũng có bán mua về mình làm cũng được. Ngon ốc đó húp nó mỏ miệng. Từ đó giờ có ăn lá me nó chua chưa? Ăn xong chắc cái mỏ hôi cả thước á. Ờ chua. Ăn lá me nó chua ngon lắm á. Chứ mình nấu canh chua cái gì mà cái lá gì chua là mình nấu được. Rồi nấu canh chua đắng rồi lá nào đắng mình nấu canh chua đắng. Ở rau đây là hình như nó đắng hơn gì đây. Đẹp quá. Không. Như rau dời nó nhớt nhớt. Như mùng tơ vậy. Không, cái lá này nó chua chua ngon ha. Bỏ niêm nó ngọt ăn dễ ăn. Chí hả? Chí đực thôi. Bỏ ngò cho cháu Tiên ăn cái cường. Ừ, ngò đó thôi nè. Khó ăn ngò lắm, ngò này có ngò nhóc luôn. Thôi, giờ nghỉ ăn gì hết giờ hết mà. Từ hồi bị ông quánh là hết thèm gì luôn. Không muốn ăn gì luôn trời. Ăn gì cũng lấy không ngon. Bị ông quánh buồn. Còn lâu cũng phải trải nghiệm cuộc sống thời thơ ấu chứ con. À, lâu quên cũng phải nhớ lại chút đỉnh. Kỳ không? Nhan sắc nay còn đâu nữa. Còn kỳ nữa đâu mà khóc xuống sau. Rồi tiêu. Ông đánh cũng ta được rồi. Không mà lâu lâu bị quánh là tốt. Giòn giòn. Không thiệt bỏ ngày giống gấp cứu ngon. Giòn giòn được. Nói vậy miền Tây mình á có nhiều loại rau mà mình nấu hoài nấu hoài nấu hoài đúng không? Giờ mình nấu lá giang nè, lá giấm nè, còn lá me nữa phải không? Đó, tiền đó giờ chắc chưa ăn lá me đâu. Lá cóc nữa. Lá me ăn rồi chứ. Lá me mà chưa nấu anh chú ăn. Không rồi. Nấu anh chú lá cóc có nấu chưa? Lá cóc chưa ăn. Hồi đó lá mè còn không có trái mè cái mùa cũng hoa hoa cá còn lá mè nấu ngon bằng cũng được. Chắc cũng thầy ăn cái món ngon. Gì mà nó cay đang ăn mãi vàng cũng nghĩ ăn trúng ớt thì à ăn trúng ớt thì hay chứa à tại nó nóng nó cay ngon ăn à nó phải cay cay mới ngon vô gà này thấy ớt không mấy vợ không không tại gà chạy bộ mà gà mình có cưới mấy rồi, nó gì phải rồi. Gà thả giường nên chắc thịt hả? Nói chung không mập, không nó không mập mà cũng không ốm. Quên đeo mắt kiến vô đừng thấy đường ăn rồi hồi ông nó quýnh nó hết thấy đường. Đều mang kiến mắt kia chứ mang cái mắt đang là ăn rồi gấp lộn ớt ăn không cà lắm. Ăn vô. Nói mấy con gà này cái da nó vàng ươm mà ha. Vàng đúng rồi. Ngành con gà nó da gà ăn lúa. Gà ăn lúa nó da nó vàng. Ngành con nó vàng, ngành con nó vàng. Mẹ ơi măng nhiên khởi. Măng nhiên khởi mẹ lớn không? Gà bên Hàn Quốc có cái da trắng tươi vậy à? Tại vì nó đông đá lâu quá. Không phải, cái người Hàn Quốc là cũng trắng. Còn Việt Nam da vàng. Nó trời chứ chung như thời tiết á. Gà đông lạnh nó đâu có vàng. Cũng phần thời tiết nè anh ơi. Thời tiết bà. Nhưng mà anh đây. Gà vàng như mình ngon hơn.
Mấy con gà đó thì để dùng để làm gà chiên, tẩm bột này kia chiên ấm ngon lên. Mấy con gà đó chỉ chiên bột nè, với nướng nấu mấy món dân dã như vậy là phải gà mình. Mà không phải có gà sống không hay là bán gà đông lạnh không? Có gà sống. Có luôn. Ừ. Mày sống mà chắc cũng có chứ, đâu cũng có gà nồi. Gà sống mà nó ở miền xa lắm, gửi tới mình thì qua Đông Lá. Thì nó ở trong rừng. Dì Phúc quên hỏi à? Trời ơi, tôi ở thị trấn, nhà sát bên chợ. Mà mẹ nói như là ở đâu trong rừng. Còn đâu mà gà ở miền xa, nói chung là gà trong siêu thị thì người ta mằng sẵn, ta đông lạnh hết rồi. Gà đó là chết rồi. Lại tới là nó Đông Lá rồi. Còn mình mà muốn ăn mình mà muốn ăn gà mà chạy bộ thả vườn rồi này kia thì nó cũng được ngon như ở đây. Với lại mình phải có người mằng cho mình nữa, cắt cỏ nhổ lông phải có người mằng cho mình, không có ai mằng là không được ăn đâu. Nói chung là người ta ăn gà trong siêu thị, gà công nghiệp không à. Nghĩa là muốn ăn mà ta ngắn mà. Vậy qua bển mình mở trang trại đi, mở trang trại nuôi gà, nuôi vịt. Nuôi bển lỗ sang vịt luôn, tới trời lạnh chết hết. Đúng rồi. Không nói kỳ dạng lạnh mình đâu có nuôi làm gì đâu. À, tới trời này tháng nắng rồi mình ấp. Nó cũng mau mà, gà vịt nuôi cũng 3-4 tháng, con gà lồng, gà 4 tháng. Con gà nồi mình là nuôi từ giá 5 tháng lên. Ừ, 4 tháng. Cô bán cho ai? Bán người Hàn Quốc. Ai ăn? Không ai mua ở bển nè. Người ta không có ăn căng gà này, căng gà trong siêu thị luôn. Ngon ha? Người ta thích. Còn gà công nghiệp nuôi 2 tháng, bán. Cho ăn thức ăn 2 tháng là con kiếm mấy á. Đó ngoài cánh nè, con rồi. Không. Nó luôn gà mà con luôn tận ký rồi. Rồi cánh ngon. Dạ, hết nổi rồi. Là hiêu thịt chứ vậy. Gãy cánh hả? Gãy cánh bên này gãy cánh. Này gãy cánh. Bay nổi. Niềm ha. Bị con ông nó quýnh một cái muốn nhớ về tiền kiếp luôn. Được. Những lúc bên này đỡ người ta. Hết rồi, chứ sao cho con còn bị hoài á? Hết rồi. Tại vì con ngứa con gãy gãy hoài. Nó lâu, lâu chút không có dùng. Chứ phần cái da phụ nữ nó da mặt nó mỏng, chứ phải như mình thì đi nắng thì đồ quen nè. Còn cái da mà mỏng quá trời quýnh nó dễ đỏ chứ. Nó xịp rồi đó, tại như nước đâu có gì. Vậy là dù sao mặt dù út mặt dày. Nói thẳng là cái người nông dân mình là da mặt dày á. Không phải là con không có nói đâu, tại vườn sao nói vậy con nói. Đúng rồi. Vườn sao làm vậy phải không? Không lúc động thì thấy da mặt mới dày không phụ nữ à. Mày nói là da mặt dày. Da mặt dày mấy cua gậy cua gái được chứ da mặt mỏng đâu có cua được. Mắc cỡ quá đâu có được. Chữ gái đâu có cua được. Ghẻ với con gái là con gì? Thì gãy con gái mình cua được là thành gãy mình. Thứ ba mình quá trời cay luôn trời. Nó ngậy nấu bỏ ớt quá trời. Từ Vĩnh Long mà cưới vợ tới Kiên Giang mà đâu phải tầm thường đâu. Cũng qua môi mép đi lắm mới quen tình ta thế này. Trời trời không ai cưới đi thả được mình trôi tới đây đó. Có môi với lưỡi, ý có mép nữa. Môi mép. Ai không có mồi mép. Nhưng mà cũng đi coi vợ con ổng. Ổng là con trai tôi gì cũng được chứ. Mà có con cái nó đi đứng rồi không bằng người ta. Nhưng mà ăn đi đứng rồi không bằng người ta. Ông kia cởi cái đó từ từ gì nó cũng biết anh ơi. Mà ông này ổng có nói con cái tôi cũng nó cũng dở lắm. Nó cái gì cũng được nhưng mà môi miệng nó cũng không bằng người ta. Mà coi xong hết trơn nó dắt lại nhà. Để ông mạng dắt con quẹ dò. Đi đứng đâu bằng người ta cục hết nhỏ ông kia cũng dắt nhỏ con gái ông ra nữa sức môi chứ còn nhỏ rồi mà môi mép không đủ sức môi nào à, đúng rồi nói cho thật luôn nồi gãy quai cái nồi thì gãy quai còn cái nắp thì nó bị cũng bị méo miệng rồi nhưng mà đầu tiên là không ông nào biết là con có tật hết chứ chỉ nói gì thôi nói mé mé vậy thôi mà con tôi cái gì cũng được cái giỏi lắm mà có cái môi mép nó không bằng ta. Ta nói thiệt tình luôn mà không hiểu rồi thôi. Không hiểu rồi thôi. Nói thẳng luôn mà. Nhiều người ta văn hay quá, người ta nói mình. Nghe học lớn thì thôi, mà đâu cải không. Đâu kia. Cái đầu rồi, bỏ đây. Cho
trai đầu Trung Hiếu gì đó gì đó. Trai thì Trung Hiếu làm đầu. À. Gái thì Tiết Hạnh phao câu gan lòng. Gan lòng còn dễ mẹ. Gái đó gì? Gã không biết nói rồi thôi con ưng cái mặn rồi con ăn cái mình. Nó vô nó biết làm thơ nó ôn quá lặng ăn cái mình rồi. Ủa? Ê quan quan. Khác rồi. Đó ăn cái mình nè. Nghe nó cắn cắn gì đó thôi kệ bỏ qua đi mọi người ơi. Cắn cắn gì đâu đây nè. Rồi cặp miếng lá vàng với miếng bắp chuối vô ăn thấy ngon. Đã rồi. Ờ đã luôn. Quá cái chú chết cha thôi. Ngon. Ăn rớt nó làm gì la gì trời. Ăn rớt lọc lửa nó nhiều. Đúng không? Nó dặn chúng ta. Ủa? Rồi, sẽ bỏ lộn rồi. Ủa, thấy ủa sao nó mới gấp ra mà nó bỏ trời, bỏ xương. Mày nhớ cục thịt. Này hiếp quá, hiếp gì không biết nữa. Rồi bữa về thăm chồng rồi tiếng ngay. Cái chén bự mà sao bỏ lọt ngoài á. Con nói là bây giờ con mất con. Nó thấy đường rồi. Nhưng mà ăn qua gấp lộn mấy lần mẹ em thấy hả? Cái chén trà bá gấp bỏ ngoài. Cặp cái giò coi. Cái giò đi. Bóc đại đi. Đi cho nó mạnh mạnh chút. Mạnh chung mạnh giò. Ok, ăn mè. Ăn mè cho lớn gan. Trời ơi. Con gì mà còn chịu đòi lớn gan nữa hả? Ăn mè cho lớn gan. Lớn gan mà bị ung thư gan đó, trời. Hả? Giờ lớn gan là bị ung thư gan đó, không được ăn. Ghê vậy? Ai nói vậy? Vì Út nói á. Chứ bây giờ đâu còn lớn gan nữa đâu. Ổng về già rồi. Ăn mà bóc xé gì nè, ăn mới ngon. Đúng rồi, thử luôn. Ăn mà kiêm tốn quá trời, mắt cũng có sự ngon không. Chua chua ăn giống canh chua ha. Ừ, chua chua ngon. Chua mà không có chua hết. Ừ. Chua đậm 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 nó dịu dịu. Mình đậm dịu. Chua đậm thấm, chua dịu dàng. Dạ. Nó cũng giống như những cô gái mà hiền dịu hơn, nói chuyện thẳng thừng. Nhưng mà ăn nguyên cái lá chua nha. Ăn cái lá đó, chua. Vậy nó mới vừa đủ độ mình làm nước chứ. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của cả nhà Tiên nha. Đăng ký chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Quên TV và trang Facebook Quản Lý Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người.